Hello, chào mừng các bạn đến với kênh Thu Bonsai. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, an lành và thật nhiều sức khỏe. Các bạn thân mến, tiếp tục chương trình Ký sự Bonsai thì hôm nay năm Thu lại đến một cái điểm bán mai vàng rất là mới, lần đầu tiên xuất hiện trên kênh Thu Bonsai. Đây là cái vườn mai vàng Quân Phát, các bạn, Quân Phát ha. Phát âm không chuẩn thành Quân Phát nó cũng hơi khó các bạn ha. Đây là cái điểm bán mai vàng này tọa lạc tại đường 7A Liên Khu 2, 2/10 phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Nơi đây là trước tiên là nơi đây muốn chào hàng các bạn có một số mặt hàng về phôi mai. Phôi mai là sau này nếu mà nhà vườn mà làm ăn trôi chảy thì sẽ tiếp tục nhập về tất cả những loại mai giống để chia sẻ cùng các bạn. Bây giờ đến hôm nay thì chúng ta sẽ gặp một khuôn mặt rất là mới trên kênh Thu Bonsai. Hôm nay là ngày khai trương của vườn mai vàng Quân Phát ha. Đây là em gái, cháu gái đây là chủ nhân của một số lô hàng này. Ê, chào con gái. Kính chào bà con cô bác anh chị. Em là bên vườn mai Quân Phát. Địa chỉ là 7A Liên Khu 20, phường Bình Hòa, quận Bình Tân. Dạ, hôm nay em cũng xin giới thiệu một số phô mai. Kính cảm ơn các cô chú anh chị ủng hộ giùm em. Đây các bạn thân mến, đây là em gái này tên là Trinh phải không? Là Trinh. Trước khi mà chào hàng sản phẩm với mình, Trinh ơi, bây giờ con cho biết cái số điện thoại của con và đồng thời là cho biết luôn cái địa chỉ, và cái thứ ba đó là cái rất vô cùng quan trọng là cái phương thức kinh doanh của vườn mình ha. Rồi. Dạ, đây có các cô chú anh chị liên hệ mình cái số điện thoại là 0798208989. Thì đây là vườn mai của mình là bao ship 300 cây số trở xuống. Nếu mà trên 300 cây thì có thể là mình sẽ thương lượng với nhau. Để cách thức mình kinh doanh thì các bạn cứ, các cô chú anh chị cần thì em ship tận nơi, rồi có gì bưu điện sẽ thu hộ cho em luôn. Vậy là có nghĩa rằng khi cô bác anh chị nào nếu mà ưng ý em nào thì chốt em đó, điện thoại về chủ vườn. Chủ vườn xong xuôi hàng đến đó rồi trả tiền cho bưu điện thu hộ. Còn ship là bao ship luôn. Ship là 300 cây trở xuống. 300 cây trở xuống. Trên 300 cây thì thương lượng với nhau. Các bạn lưu ý, nếu mà trên 300 cây mà gửi bưu điện ra ngoài Bắc, ngoài Trung gì đó thì các bạn lại liên hệ trực tiếp với bác Trinh ha, em Trinh ha, để mình biết rõ chi tiết hơn. Và trước mắt là Thu gửi như trả tiền sau là thế là bảnh rồi, vườn ta về bảnh rồi. Các bạn thân mến, hôm nay là khai trương vào ngày 14 tháng 5 2020. Mong rằng cô bác và anh chị ủng hộ cái vườn vườn mai mới content của năm Thu ha. Thôi xin mời không mất thời giờ bà con cô bác mình đi, chúng ta tiến hành chào giá đi. Đây là em có thể là giới thiệu sơ qua sản phẩm của mình không Trinh? Đây là mai này mình xuất phát từ đâu đem về đây? Cây mai này mình lấy từ Vĩnh Long nha các cô chú anh chị. Vĩnh Long. Mình giới thiệu cây đầu tiên ha. Cây là cây 1A. Cây mang mã số 1 à. Đây. Cái cây này thuộc loại giống gì đây? Bông này là mai ghép. Thôi chuyên gia ơi, vô đây mình thuyết minh luôn đi. Giờ Quân ơi, vô đây thuyết minh mai vàng. Mai vàng hả? Mai vàng này nó còn là mai zin, không có ghép phải không? Mai vàng không ghép. Sơn lấy giùm cái ghế xem. Rồi bắt đầu báo có thông số đi. Mình cứ đo eo, đo chiều cao rồi đo cái bộ đế rồi. Lần đầu tiên cũng còn hơi bối rối, các bạn thông cảm ha. Quanh thân mình là 50 nha các cô chú anh chị. Khi mà con đo đó Trinh, con đo non chút xíu ha. Đo bao giờ, ví dụ mình đo cái eo mình là 60 thì mình trừ một phân đi. Để những cái quán anh chị mà khó tánh khi người ta rút thước, rút tới, rút lui á. Người ta tranh chấp với nhau một con số nó không đáng là năm phiền đúng không? Bao giờ con cũng trừ là một phân, hai phân gì cũng được. Nó không đáng gì đâu con. Đo thẳng gốc, đừng có đo thẳng thước, đừng có đo xéo xéo ha. Đo vuông góc vuông góc thước. Bình thường là 50 nha, rồi 50. Đó nhanh lên con. Thao tác nhanh lên để bởi vì cái dung lượng nó có hạn. Đó là đế. Quân ơi vô phụ luôn Quân. Vô phụ đo cho nó nhanh Quân ơi. Hai người cầm thước cho nhanh hơn. Hoành đế là 160 nha. Chiều cao chiều cao. Quân phụ đo đó cho con bé Trinh. 170. 170. Chiều cao. Chiều cao 122. Rồi xây đi Trinh ơi. Rồi xây đi.
đó, hai người làm thao tác cho nhanh để giới thiệu. Mai này mai sầu nghe cô á. À. Mai sầu để nôm. À. Để đặt luôn bốn bên hết luôn, không thiếu bên nào hết. Sầu quá. Đây là mai mình là mai dảo hay mai gì đây? Dạ, mai này không phải mai dảo mà mai vàng. À, mai vàng. Mà giống là em thấy được trên mặt bông rồi là từ 6 cánh trở lên. À, 6 cánh trở lên. Dạ. Rồi, chào, đều khâu quan trọng nhất là mình chào giá bao nhiêu đây? Rồi, cây 1A này em chào giá là 25 triệu. 1A là chào giá 25 triệu. À, 25 triệu một cái gốc cây đầu tiên này các bạn ha. À. Rồi, xin mời em kế tiếp. À, các bạn ơi, đeo mang hàng xuống đi, em kế tiếp lên. Trinh sao nó khiêng nổi trên. Được. À, các bạn thấy ngay cái cách mà chào hàng đây là cái vườn mai vàng Quân Pháp này, Quân Pháp này là do các em các cháu nó chưa quen. Thật ra khi mà chào hàng rút kinh nghiệm là bao giờ mình chào cái giá nhẹ đó, giá nhẹ lên trước mà đưa toàn những giá nặng lên không à. Giá nhẹ. Giá cây nhớ rẻ tiền á, cây rẻ tiền lên trước và cây lớn tiền đầu tiên là bà con cô bác dễ bị sốc lắm á. Là hàng này giờ chờ sao hả, hàng nào nữa? Cái cây rẻ tiền đó trước. À, đúng rồi, nặng không? Rồi, các bạn thông cảm đi, từ các em các cháu nó sẽ quen thôi, lần đầu tiên nó khai trương. Rồi, hãy tiếp tục chia sẻ. Em số 2. Ở trên đây đo, báo có thông số đi trên đây, em số 2. Đo đi. Rồi em này. Cái số 2 nha các cô chú anh chị. À. Hoành thân mình là 28 nha các cô chú anh chị. 28 rồi, hoành cổ. Không, hoành cổ không phải đo vậy, đó cái ở đó cái rễ ở đó vậy á, đo vậy đừng có đo cái bầu. Dạ hoành cổ là 66. Ở chiều cao. Dạ, chiều cao là 130. Rồi, xây nó trên đây. Xây từ từ thấy được xây nhanh quá nha. Xây từ từ nha. Rồi, cứ xây từ đi để chú Thu cho bà con cô bác cảnh xem được cái bồ đế nữa ha. Nhớ là đánh số chưa, mã số 2. Dạ, mã số 2 à. À, được chào giá là bao nhiêu đây? Dạ, chào giá là 4 triệu nha các cô chú anh chị. Nhớ không? Nhớ không? Dạ, 4 triệu. Nhưng mà nhớ không, cái mốt người ta hỏi mình phải nhớ chưa? Dạ. Để nhiều lúc có sự lầm lẫn thì nó cũng không lên đâu. Dạ. Để viết đây, có cây viết. À, dạ, 4 triệu. À, mình bao ship 300 cây số trở lại nha các cô chú anh chị. À, 4 triệu. Rồi, 4 triệu. Rồi, xin mời em khác. Em số 3. Rễ nôm nha, báo có thông số luôn. Thôi mai mang mã số 3 của ngày chào giá, ngày khai trương vào ngày 14. Dạ, thông số hoàn thân là 26 nha các cô chú anh chị. À, bình đế, đó bình đế. Đó, đế là đo lên cái rễ á. À, đang cái đế rễ. Quanh đế là 104 nha các cô chú anh chị. Rồi, chiều cao. Dạ, chiều cao là 86 nha. Rồi, cứ xây từ từ. Các bạn thân mến, là Năm Thu chỉ làm clip là chia sẻ với các bạn là những nơi mà bán phôi mai hay là mai giống, các bạn hãy lựa chọn cho riêng mình, cho những nơi có đơn giá phù hợp hoặc chúng mai mình yêu thích. Năm Thu không hề tham gia buôn bán trong bất cứ hình thức nào. Các bạn cứ thích em nào thì liên hệ trực tiếp theo chủ vườn theo số điện thoại là 0798208981 các bạn ha. 89 gì 89 hay 98 89 89 hả? Dạ, 0798208989. À, 8989.
8989 ghi lộn nè. Thành ông tôi nhắc lại là số điện thoại là 0798208989 đúng không? Dạ, ok rồi. Ok anh xin lỗi các bạn. Rồi ok xin mời ông khác. Cái số 3. Sửa đây, sửa đây, số 1, số 9. Dạ số 3 là mình giao lưu là 2,5 triệu nha các cô chú anh chị. Cây số 3 được chào giá là 2,5 triệu các bạn. Rồi. Rồi xin mời ông khác. À, tiếp tục chia sẻ của bạn em số 4. Rồi báo cáo thông số đi chị ơi. Dạ bình thân của mình là 36 nha các cô chú anh chị. Rồi bình thân bình eo cô bình đế để chưa rồi hả? Dạ chiều cao là 59. Chiều cao 59 hình đế. À quanh đế là 107. Rồi ok em số mấy đây? Dạ em số 4 nha các cô nhé. Được chào giá là bao nhiêu đây? Dạ số 4 mình giao lưu là giá 4 triệu nha các cô nhé anh chị. Giá 4 triệu dạ. À. Bao ship dưới 300 cây. À bao ship trong phạm vi 300 cây số. Dạ. Và trên 300 cây số là ship thương lượng sao? Dạ. À, các bạn có thể chốt cây bưu điện nhờ bưu điện thu hộ đúng không? Dạ dạ. À. Cái này là mai xù nha các chú chị. Xù chảy nè, nó xù quá trời luôn hả? À. Rồi, xin mời em khác. Các bạn thân mến, thích em nào các bạn liên hệ trực tiếp với số điện thoại là 0798208989 đúng không? Dạ. À tưởng lộn lần nữa. Lộn nữa chỉnh kiện. À báo cáo thông số đi con gái ơi. Dạ. Đây là cái số 5 nha các cô chú anh chị. Ừ. Eo là đâu không phải eo đó được, eo đó chỗ này, eo là đây chỗ này, chú. Ờ, đó chỗ này, đây, đó đây, đó thước bao giờ cũng vuông góc như thế này, đấy thước cái vuông góc đừng có được kéo thước, nó không đáng bao nhiêu nhưng mà bà con cô bác người ta thấy khó chịu, đúng không? Dạ, dạ. Rồi nhiêu? Eo là dạ 22. 22, mình thế. Dạ, quần đế là 82. À chiều cao. Dạ chiều cao là 77. Rồi xây nó cái đây gái ơi. Ờ cái số 5 mình giao luôn là được chào giá, cái số 5 được chào giá là bao nhiêu đây? Dạ 3,5 triệu nha các cô chú. 3,5 triệu. Các bạn lưu ý, bạn lưu ý ngày đầu tiên cái vườn kiển mây vàng là Quân Phát bán lần đầu tiên lên online trên mạng, thành ra cái thao tác chưa được nhanh, lúng túng từ cái cách vận chuyển hay cách đo đạc, có gì các bạn thông cảm bỏ lỗi qua ha, bảo đảm lần sau sẽ nhường nhuyễn luôn. Dạ, cái này cũng là xù nha các cô chú anh chị. Rồi, ok, xin mời em kế tiếp. Đây, em số 5, đế. Dạ, số 6. Số 6 hả? Đế nôm. Dạ, số 6. Đế nôm. Rồi, báo cáo thông số đi gái ơi. Dạ, dòng em là dòng bình thân là 22. À, đế nôm bao nhiêu đế? À, đế nôm á. Dạ, đế nôm là 77. 77, rồi. À, chiều cao. Dạ, chiều cao là 40. Ừ, ok, 40. Dạ, cây số 6 này mình giao lưu là giá 2 triệu nha các cô chú anh chị. Cây số 6 được chào giá là 2 triệu. Dạ. Rồi, xin mời em kế tiếp. Nặng ha, có cây quá trời nặng luôn. Ồ, em này hơi bị nặng á. Hơi bự á. À, cây gốc xù đó mà thấy không?
Dạ, cây số 7 nha các cô chú anh chị. À, cây số 7. Rồi, bác có thông số đi Trinh ơi. Dạ, Quỳnh Thân là 35. 35, rồi. Bình Đế. Quỳnh Đế là 130. Rồi, chiều cao. Dạ, chiều cao là 126. Rồi, xây đó. Em này, em số mấy đây? Dạ, em số 7. Được chào giá là? Dạ. Dạ, em số 7 chào giá là 5 triệu rưỡi nha các cô chú anh chị. Ờ, 5 triệu rưỡi. Này cũng mai xù luôn nha các cô chú anh chị. Rồi. Rồi, xin mời em khác. À, các bạn thân mến, do cây điệp bán mây vàng là rất còn mới mẻ, thành ra có gì các bạn chưa hiểu thì các bạn trực tiếp gọi lại cho Trinh theo số điện thoại là 0798208989 các bạn ha. Rồi, tiếp theo là cây số 8 nha. Em số 8. Ồ, số 8 này cũng có bộ đế rất là đẹp ha. Rồi, mình đang thông số nha. Rồi, thông số đi. Đây, Quỳnh Thân là 29. 29, Quỳnh Đế. Quỳnh Đế là 65. Dạ, chiều cao. Dạ, chiều cao là 66. Rồi, em số mấy đây? Dạ, em số 8. Được chào giá là? Dạ, mình giao lưu là 3,5 triệu. À, được chào giá là 3,5 triệu. Dạ, này cũng đã xù luôn nha các cô chú anh chị. Rồi, xin mời em khác. Em số mấy đây? Dạ, đây, em tiếp theo là số 9. Số 9. Em có đánh, còn có đánh số nữa lộn không? Có chừng lộn nha. Số 9 đúng rồi. Dạ. À, trong đó có ghi không? Có sửa là không? Dạ, sửa. Sửa số là nha, coi chừng dạ, nó lộn số. Ừ. Em số 9 nha. Rồi, báo cáo thông số em số 9 đi. Quỳnh Đế là 98. Ừ, chiều cao. Chiều cao là 88. Dạ, em số 9 thì giao lưu là 3,5 triệu. Giao lưu là 3,5 triệu. Dạ, cũng em này là cũng xù luôn nha các cô chú anh chị. Em số 9 hả? Dạ, số 9. Rồi, ok, xin mời em khác. Em số 10. Dạ, em số 10. Rồi, bác có thông số. Dạ, Hoành Thân là 25. Mấy cây nặng nó đem cái bằng xây gần đó được không? Để anh đi vận chuyển xe nặng đó con ơi. Để bao nhiêu? Dạ, Quỳnh Đế là 90. Chiều cao là 52. Rồi. Dạ, số 10 thì mình giao lưu là 3 triệu. À, số 10 được chào giá là 3 triệu. Rồi, ok, xin mời ông khác. Dạ,
Tiếp tục chia sẻ các bạn, em số 11. Dạ, em số 11. Đó dưới con. Đó dưới, ở dưới, ở đó, đó. Dạ, Quỳnh Thương là 28. Ừ. Cái đó nó không có đế không? Có đế không? Dạ, có. Ừ. Dạ, Quỳnh Đế là 69. À, chiều cao. Dạ, chiều cao là 114. Rồi, em số mấy đi? Dạ, em số 10. Được chào giá là? Số 11. Em 11 chứ hả? Em 11, dạ, em 11. 11 chào giá là 4 triệu. Em 11 chào giá là 4 triệu. Rồi, ok, xin về em khác. Em số 12. Rồi, báo cáo thông số đi trên đây. Dạ, Quỳnh Thân là 28. Quỳnh Đế là 103. Chiều cao. Dạ, chiều cao 113. Rồi, xây em số mười mấy đây? Dạ, số 12. 12 được chào giá là? Dạ, 4 triệu. Chào giá là 4 triệu. Rồi, ok, xin mời ông khác. Đây còn mấy em bự không phải không? Em số 13. Rồi, bạn eo. Dạ, dòng eo là 28. Dạ, mình đế là 92. À, chiều cao. Dạ, chiều cao là 122. Em số 10, 13, được chào giá là? Dạ, 13 chào giá là 4 triệu. Giá là 4 triệu. À, các bạn thân mến, vườn mai vàng Quân Phát lần đầu tiên là để chào hàng dưới trên kênh Thu Bonsai tại cũng là ngày khai trương, ngày 14 tháng 5 2020. Mọi liên lạc các bạn trực tiếp gọi cho Trinh theo số điện thoại là 0798208989 các bạn ha. À, Nam Thu chỉ làm đếp thôi, không tham gia vào buôn bán trong bất cứ hình thức nào, các bạn lưu ý. Rồi, xin mời em khác. Em tiếp tục chia sẻ các bạn là em số 14. Rồi, tiếp theo là số 14 nha các cô chú anh chị. Rồi, báo cáo thông số đi trên đây. Dạ, Quỳnh Eo là 27. Dạ, Quỳnh Đế là 89. Chiều cao là 68. Cây này mai là mai xù nha các cô chú anh chị. Dạ, cây này cây số 14. Được chào giá là? Dạ, mình giao luôn là 3 triệu rưỡi. 3 triệu rưỡi. Rồi, ok, xin mời em khác.
Ừ, khỏe ha, ấm bớ mà khỏe ha. Nặng lắm á. Rồi, tiếp theo là em 15. Em số 15. Ừ. Cái bàn tay này có vẻ hơi yếu đúng không? Em số 15. Rồi, báo cáo tổng số em số 15. Dạ, em số 15, mình theo là 30. Ừ. Đấy. Dạ, quanh đế là 126. À, chiều cao. Rồi, em số 15. Được chào giá là? Dạ, chào giá là 5 triệu. 5 triệu. Đây cũng là mai xù luôn nha các cô chú anh chị. Rồi, à, vâng, xin mời em khác. Cái bằng nước mấy bằng tay. Tiếp tục là em số mấy? Em 16. Dạ, em 16. Chuyện nổi không? Không nổi được, các bạn xe vô gần vô đi nhất. Ô, cái đó đưa rồi mà, cái số 1 rồi, phải không? À, cái bằng kia hả? À, thấy giống giống ha? À, đúng rồi, cái phông cây nó giống nhau, cây này lớn hơn chút. Em số mấy? Em số 16 hả? Em này là cũng xù, mai xù luôn nha các cô chú anh chị. Em số 16, à, ở phong cây rất là đẹp các bạn. Rồi, báo cáo thông số. Dạ, quanh thân là 46. Quanh đế là 160. Ừ. À, chiều cao. Dạ, chiều cao là 118. Rồi, xe em đó. Em số 10. Dạ, em số 16. Được chào giá là? Dạ, mình được chào giá là 25 triệu. Chào giá là 25 triệu. Rồi, xin mời em khác. Ok. Tiếp tục mời em số 17. Em nặng này 100 kg hơn. Rồi. Đem cái bằng xe qua đó không? Để chú Thu qua đó cho. Nặng lắm mà. Thôi. Rồi, tiếp tục chia sẻ các bạn em số 17. Đây. À, báo cáo thông số đi trên đây. Dạ, quanh thân là 46. Dạ, quanh đế là 155. Chiều cao. Dạ, chiều cao là 57. Rồi, em số mười mấy, 17 hả? Dạ, em số 17. Được chào giá là? Dạ, mình chào giá là 14 triệu. 14 triệu, em số 17. À, mập lùng ha, lùng lục. Nhìn giống như con heo mỏi á. Dạ, cũng đế xù luôn. Mai xù luôn nha các cô chú anh chị. Rồi, ok, à, xin mời em khác. Em số 18. Đại đại dưới đất nó nặng, một cái đại đại từ di chuyển sau.
Rồi, em số 10, em số 18 là em nào? Ở bên đây hả? À, em số 18. Gốc bự quá. Rồi. Em số 18 đâu? Dạ, 18. Rồi. Quá bự luôn. Quá lợi hại luôn. Em này là em mai dảo. Bao nhiêu cánh? Dạ, mãi xù luôn nha. À, 8 cánh trở lên. 8 cánh trở lên. Rồi, báo cáo thông số đi trên đây. Dạ, Quỳnh Thân là 36. Để trăm rưỡi hả, trăm tư, trăm rưỡi gì đi à, tầm dạ. Đó à. Dạ hơn à. Dạ cho 155 đi. Ờ à, dạ đi à, chiều cao đi, quan trọng nhất là cái vành eo á. Dạ. À, còn cái chiều cao với cái vành đế mình ít chút ít lắm. Dạ. Không, không sao, chiều cao là 99. Rồi em số 18. Rồi xây. Em số 18 mình báo giá là 13 triệu nha. 13 triệu, em số 18. Rồi, ok, xin mời em khác. Hết rồi hả? À, các bạn thân mến, hết chưa? Em số 18 cũng là cái kết thúc là cái chương trình là chào giá, là khai trương của vườn mai vàng Quân Pháp. Các bạn thân mến, hôm nay ngày 14 tháng 5 2020, Hà Nông Thu cũng là lần đầu tiên đến đây, và cái điểm bán mai vàng này lần đầu tiên cũng được chào giá cùng với kinh thu bonsai. Mong rằng tất cả các bạn cùng nhau mà hợp tác để cho cái kinh thu bonsai càng ngày càng phát triển ha. Trước khi chia tay thì Nam Thu rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báu để xem thấy cái clip này. Nếu các bạn thấy clip phù hợp thì các bạn nhấn cái chuông bên phải màn hình để ủng hộ tinh thần cho Nam Thu. Nếu bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký để nhận được từ Nam Thu những cái video mới nhất. Trước khi chia tay, Chính ơi, chào bà con cô bác. Dạ, kính chào các cô chú anh chị. Có gì thì xin ủng hộ giùm em. Số điện thoại là 0798208989. Dạ, địa chỉ là số 7A Liên Khu 20, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân. Rồi, Chính ơi, lần đầu tiên con đứng ra để con chào hàng của bà con cô bán, thầy chú Thu thấy cũng còn hơi lúng túng nhưng mà cũng là rất đáng yêu vì tất cả mình đam mê nghề, phải không? Dạ. Mong rằng những lần sau nữa con sẽ làm thao tác mình nhanh hơn để đừng làm mất thời giờ của bà con cô bác và anh chị. Dạ. Thôi chú Thu cũng là cảm ơn con. Dạ rồi, có gì sai sót kính mong cô chú anh chị bỏ qua giùm nha. Rồi, chú Năm là chúc con mua mai bán đắt, hẹn gặp lại trong những lần phát sóng kế tiếp. Bye bye. Dạ rồi, cảm ơn chú.